Prai mất chết tim mệt rầy. Cõi khởi lục sợi tri đà na thưa rừng nít đã prom sâm nàng. Bây giờ prokut nở thái thưa ơi xây mình cốt tóc chặt mình bán loạn mọt sờ sờ. Chưa cả bật khăng nát chưa chạy thà prai mất bụng mày bong bốn bàn chưa được rồi một hơi. Bây kỳ la co prot đá đó là bây chmu khăng mới rụp mình chmu thá prom sâm nàng. Mình với xàm sập chân nắm tung ngôn chặt sập ràm kỳ lô cầm bù mùi mệt bạch sập bấy. Thưa lọc bàn prokut đó tớ mở rồi đọc rằm bì đòn chân nè rồi hốt đó tớ mở rồi đọc bì đòn tớ hơi. Chanh tế. Bì đòn cột hơi smơ chùm nguồn bầy đòn. Bất chí mình thua mặt đà lời. Giang nào mình gọi lệnh một mớ là thường ngày tì pram khai công phẹt cho năm bì bòn một hệ bầy ní kê là gò bà đà. Lớp bầy chú mô prom xâm nàng trở bán. Lớn bà cuộc xong viên chùm mùi chân khăn rộp bọ ong khlê. Cứ chì cụ tì pram mùi cư kê là gò mến chú mô tha thống mạ. Nờ lơ xong viên thai pháy. Chứ lợt đầm bông xâm rạp kê là gò khmai rũ nỉ. Nói lại tiết sau, rồi bên bàn khởi bạp này hỡi, sạp ta lúc xảy trị đà nà bàm bảo cá. Bắt đầu bạc, rộng bọn, lực tực chân chung đòi bà rộng xâm nắng trong nguồn mùi bọn đô la, phêm phêm tay mặt đòn, đòi nước nồng nguồn lúc xảy bàn xa xế riêng rộp thà. Nên khá nhóm chùi lực tực chất kỳ lào có bà rộng xâm nắng mùi bọn đô la, đâm bay chiếm mấy số bay tơ bà cuộn nơi thay phái lực đồng bồn, nơi thay tì bàm kháng mục nỉ. Lưu thá quạt chìa chiên cắt sọ. Tại vì ấy khẳng, nên khá nhóm, lực tức chất to su bần to tiệt đầm bấy cồn khỏi, o cũng xâm rạp cả khật khóng cân lõng mộng. Cảm ơn bị khởi bạp này sạp ta kỳ bàn khởi lúc xanh mình cố lực bàn bồn bệ tiền này thả. Châm bố nẹ đẻ chóng, bờ sân bờ chóng chư chả nâng lực sử tuổi, bồn tay mình miến, ở vầy chư cả ổng thông tế, cua nè tài xế bạp này tử, với cô chư cả chô rùm châm náy. Hơi lực tức chất trong bụng nẹ đại bàn ổ bật thấm đoàn kỳ là cổ đầm bầy ở miền cài khất khom răng răng bằng tỏ tiền. Khơi bất chùi bất khmai chùi khmai, ở quân trái đà chùi đoàn bị xảy cây lạ. Khơi bạp này hơi cầm mềm hai chôn chứ tràn lại những xế, còn trong bụng ca lực lắng rồi bỏ lục xênh bằng cổ lực phóng đài.